chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Hôm nay chúng tôi nói về một chủ đề khá đặc biệt đó là giải mã vũ khí của quân đội Nga trong cuộc chiến Ukraine Nga, Nga thì quý vị. Thì trong thời gian hơn 5 tuần lễ thì phía quân đội Nga đã sử dụng nhiều tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu có giá trị của Ukraine và đã sử dụng trên 1.500 quả tên lửa gồm nhiều loại như Iskander, Calib, Yakon, Onyx vân vân và trên màn hình đây là xe phóng mang hai quả đạn Iskander M với tầm 500 km và có độ chính xác cao và đã tiêu diệt thành công các tổ hợp tên lửa của Ukraine chẳng hạn như tổ hợp tên lửa Troska-U, thì với cái độ chính xác cao và phá bảy thành công hệ thống phòng không của Ukraine, khiến cho đất nước Ukraine có thể bị tấn công một cách hết sức là tàn nát thôi. các cơ sở sản xuất vũ khí, các bộ tư lệnh không quân của Ukraine đều bị đánh trúng một cách thề thảm thưa quý vị và lý do gì mà tên lửa của Nga vượt qua hệ thống phòng không dày đặc của Ukraine và tấn công một cách chính xác thì đây là một câu hỏi hết sức đau đầu cho Ukraine và giới tình báo quân sự phương Tây thưa quý vị có thể nói dường như là các tên lửa của Nga tên lửa hành trình đánh vào các mục tiêu có giá trị của Ukraine như chỗ không người và không bị cản phá và không bị bắn hạ thưa quý vị chẳng hạn như sáu quả tấn công vào bộ tư lệnh không quân của Ukraine thì chỉ có một quả là bị bắn hạ còn năm quả đều trúng đích thưa quý vị với một cái tỷ lệ thành công hết sức là cao khiến cho quân đội Ukraine những cơ sở quan trọng thiết yếu bị bắn phá một cách tàn tành. Do đó, giới tình báo quân sự phương Tây rất muốn tìm hiểu lý do nào mà các tên lửa này vượt qua các uh, hệ thống phòng không tối tân của Ukraine. Thì, uh, tin tức cho biết là ở các thành phố lớn như Kharkov, Kherson, Kiev phía quân đội ukraine đã thấy có những quả giống như rocket thưa quý vị ở đuôi thì màu cam và thân thì nhỏ chỉ tầm khoảng gần hơn nửa mét và những cái quả rocket này lúc đầu thì không hiểu là phóng đi từ đầu mà lại rơi rải rác ở trên các trận địa thưa quý vị và đặc biệt khi mà theo dõi những vị trí của những quả mở ngoặt kép rocket như thế Thì nó lại trùng với đường đi của những tên lửa hành trình, tên lửa tầm trung của quân đội Nga Thì uh, phía quân đội Ukraine uh, thu thập và không giải mã được thưa quý vị Đó là những cái gì? đó là rocket được phóng đi từ đâu và như thế nào thì trong lúc bối rối quân đội Ukraine chưa giải mã được thì bèn gửi cho các cơ sở tình báo quân sự phương Tây nhờ giải mã dùng thưa quý vị. Thì chuyện đó cũng bình thường khi mà có những cái quan hệ của Bộ Quốc phòng Ukraine với Bộ Quốc phòng của các nước NATO thì chẳng có gì ngạc nhiên khi mà khối nato sẵn sàng nhảy vào để giải mã cái hệ thống gọi là phá nhiễu hay hệ thống mồi bẫy của những loại tên lửa hành trình của nga hoặc là tên lửa tầm trung các loại tên lửa mà có khả năng phóng từ khoảng cách hàng trăm km nếu không muốn nói đến hàng ngàn km và vượt qua những cái lưới lửa phòng không, vượt qua được những cái hệ thống phòng không tối tân của Ukraine chẳng hạn như hệ thống S-300, Bastion B chẳng hạn như vậy thưa quý vị và nhiều hệ thống phòng không khác và dường như là phía Ukraine bất lực hứng chịu những đòn tấn công tầm xa như thế và lên tới 1.500 quả tên lửa bắn chúng các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Ukraine thưa quý vị, thì đương nhiên giới tình báo quân sự phương tây rất tò mò ra và rất muốn biết Nga đã sử dụng những kỹ thuật gì để qua mặt qua mặt các hệ thống chính xác điện tử và hệ thống phòng không, những hệ thống mà rất khó bị đánh lừa thưa quý vị, thì họ bắt đầu để ý tới việc mà tìm cách giải mã những kỹ thuật quân sự tối tân của nước Nga và đặc biệt là trong cuộc chiến này thì Nga đã sử dụng rất nhiều tên lửa hành trình, tên lửa tầm trung để mà tấn công sâu vào lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở những vùng như phía tây của Ukraine khi mà lực lượng bộ binh nhảy dù thiết giáp không thể vươn tới được và với cái độ chính xác chỉ vài chục mét sai số khiến cho những vũ khí của nước Nga trở thành ra là những đòn sấm sét. Thì chắc chắn phía Nga phải có những kỹ thuật để mà phá nhiễu, phá mồi bẫy, rồi tung ra những mồi bẫy, thưa quý vị, và đặc biệt là phá nhiễu điện tử khi mà phía ukraine phát sóng và tìm cách phá nhiễu khi mà có cái sự liên lạc giữa trung tâm chỉ huy của nga với các tên lửa được bắn ra từ quân đội nga thưa quý vị chắc chắn là sẽ có những hệ thống điều chỉnh sai số điều chỉnh quỹ đạo đường bay hiệu chỉnh lại so với thực tế thực địa và hiệu chỉnh bằng cách nào bằng cách liên lạc với hệ thống trung tâm để cập nhật độ cao, cập nhật hành trình và so sánh với tham số của hệ thống định vị tọa độ chính xác của vệ tinh, chẳng hạn như hệ thống GPS, hệ thống GLASNOS, vân vân thưa quý vị. Thì có thể nói là trên màn hình quý vị thấy đây là mỗi xe phóng và mang hai quả đạn Iskander chuẩn bị tác chiến. Ngoài ra, còn có thêm những xe mang cơ số hỏa uh, tiễn dự phòng để tiếp tục lắp đặt và tấn công sâu vào lãnh thổ của Ukraine. thì uh, như đã nói là phía quân đội Ukraine đã bắt đầu uh, thu thập được những quả mồi bẫy giống như những quả rocket với phần đuôi màu cam. Xin thưa quý vị là như vậy thì có thể nói là phía ukraine như tôi đã có nói là chưa thật sự biết được là những cái quả giống như rocket có đuôi màu cam là thiết bị gì thưa quý vị là như vậy và nó được phóng đi từ đâu thì sau vài tuần lễ nghiên cứu thì phía tình báo quân sự phương tây đã nắm được bí mật của những quả rocket đó, thưa quý vị. thì uh, chúng ta biết là khi mà phóng một cái tên lửa hành trình hay một tên lửa tấn công tầm xa tầm trung thì nó có những cái quãng đường lên tới hàng trăm km và nó bay bằng sức đẩy của phát lực và do những cái điều kiện tự nhiên như nhiệt độ như gió khiến cho tên lửa nó sẽ bay lệch so với mục tiêu ban đầu và trên cái hành trình nó bắt buộc phải liên lạc với trung tâm chỉ huy để cập nhật thông số cho chính xác chẳng hạn như là có thể thay đổi tọa độ tấn công nếu mà mục tiêu đã rời vùng tác chiến và đi qua một cái vùng khác chẳng hạn như vậy chẳng hạn như đài radar di động thì nó phải cần cập nhật thông số mới do ảnh vệ tinh chính xác của vệ tinh tình báo thưa quý vị hoặc là đó chệch mục tiêu thì cần phải hiệu chỉnh lại để bay cho đúng uh, quỹ đạo và bay đúng tới đánh trúng mục tiêu có thể nói rằng một cái quá trình điều khiển uh, những cái quả tên lửa này là hết sức tinh vi và có cái sự liên lạc liên tục giữa quả tên lửa và đài chỉ huy thì đó là cái gọi là kỹ thuật của điều khiển những cái quả tên lửa để đánh trúng mục tiêu. Thì đương nhiên đối phương sẽ tìm cách bắt sóng và giải mã sóng tần số, biên độ, cường độ vân vân, thưa quý vị. Và sau khi biết như thế thì sẽ tìm cách chèn sóng, phá nhiễu tìm cách uh, gây ra những cái sự mà hiểu lầm giữa đầu đạn tên lửa và đài chỉ huy thậm chí là chiếm quyền chỉ huy và chỉ huy tên lửa cấm đầu xuống đất nổ tung phá hoại trước khi mà tên lửa có thể đánh trúng được mục tiêu thưa quý vị đó là những kỹ thuật phá hoại của đối phương thì trên màn hình đây là một cái dạng thiết bị đặc biệt mà phía Nga bị tiết lộ thưa quý vị. Nó hình dạng giống như một cái rocket và có đuôi màu cam. Thì phía Ukraine mới đầu cũng không hiểu đây là cái gì thưa quý vị. Có thể là một quả rocket. Nhưng điều kỳ lạ là quả rocket này lại không nổ mà lại cắm đầu xuống đất. Rồi khi mà mổ sẽ ra thì mới phát hiện được là trong thân của những cái quả rocket giả này nó chứa những thiết bị điện tử phát sóng thì uh, phía tình báo quân sự của phương tây sau khi mà nhận được những uh, quả rocket này thì họ tìm cách giải mã thưa quý vị thì có thể nói là họ đã giải mã được đây là chính là những cái mồi bẫy nhiệt được phóng ra từ đuôi của những tên lửa tầm trung, tầm xa của Nga, thưa vị là như vậy. Thì chẳng hạn như tên lửa Iskander với tầm trung 500 km thì nó sẽ mang theo những cái tên lửa giả này và phía đuôi của nó quý vị thấy màu cam thì nó sẽ đốt cháy một cái nguồn à, năng lượng để tỏa nhiệt nhằm mục đích đánh lừa các tên lửa tầm nhiệt của đối phương thưa quý vị. thì à, khi mà nó bắt đầu nó phóng ra hoặc là nhả ra những cái tên lửa này thì những quả tên lửa mini hoặc còn gọi là rocket thì nó sẽ phát nhiệt và cái tên lửa mà chính thống Iskander thì nó sẽ tắt động cơ thưa quý vị Và bắt đầu Nó đổi quỹ đạo Tức là đang bay trên độ cao 3 km Nó có thể Đột ngột Tắt động cơ Và lao xuống Và thay đổi quỹ đạo Hành trình cuối Chỉ còn cách mặt đất 150m Để tránh radar của đối phương Thì trên cái trước khi mà tới hành trình cuối thì nó phóng ra từ sau đuôi của những cái hỏa tiễn như Iskander M tới 6 cái mini rocket này và 6 cái mini rocket này nó sẽ phát ra những luồng nhiệt để đánh lừa tên lửa đối phương, tên lửa phòng không thưa quý vị thì ngoài việc mà nó phóng nhiệt ra thì trong bản thân của những cái mini rocket này hay là những tên lửa mini này thì nó có mang những cái bộ phận thu phát sóng điện từ và nó phát sóng cùng rừng số với tên lửa chính hay còn gọi là tên lửa mẹ rồi quý vị và nó đánh lừa nó liên lạc với gọi là trung tâm chỉ huy với cùng tần số, cùng biên độ, cùng cường độ thưa quý vị. Và giả như là những tên lửa thật trong khi tên lửa thật thì đã thay đổi quỹ đạo và đã tắt động cơ trong một thời gian để mà đánh lừa trong khi sáu cái tên lửa mini rocket này thì coi như phát ra nguồn nhiệt phát ra những cái nguồn nhiệt năng để thu hút tên lửa đối phương và ngoài ra còn đánh lừa bằng cách gửi những sóng vô tuyến giống như là cố liên lạc với đài chỉ huy nào đó ở khoảng cách rất xa nhưng mà trên thực tế thì chỉ phát ra cùng tần số cùng biên độ cùng cường độ nhưng mà thực chất thì không có liên lạc gì với đài chỉ huy cả và cũng không cần cập nhật gì từ thông số của đài chỉ huy chỉ nhằm mục đích là đánh lừa radar đối phương tin tưởng rằng là cái tên lửa hành trình tức là tên lửa mẹ vẫn đang bay ở quỹ đạo đó vẫn cập nhật vẫn phát sóng nhưng mà thật ra thì tên lửa mẹ đã đổi quỹ đạo và bắt đầu vào cái hành trình cuối và tấn công mục tiêu thưa quý vị có thể nói là những đòn đánh của những quả tên lửa tầm trung tầm xa này là không thể đỡ được khi mà radar đối phương bắt bám vào mục tiêu thì bị lừa bằng mồi bẫy nhiệt và bị lừa bằng sóng vô tuyến khi mà cố tình phá nhiễu chèn sóng vào các sóng của những cái mini rocket để thưa quý vị thì những quả mini rocket này giống như là không có tác dụng vì có chèn sóng phát sóng thì thật chất là chèn sóng và phát sóng vào những cái máy phát tuyến mini này và nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái tên lửa mẹ cả thưa quý vị trong khi đó thì tên lửa mẹ sau khi đã cập nhật thông tin thì nó im lặng vô tuyến, nó tắt bay và nó cứ lầm lỗi bay theo quỹ đạo hành trình cuối. Không cần cập nhật thêm những cái giai đoạn cuối thưa quý vị và đánh thẳng vào mục tiêu đã định, mục tiêu đã được hiệu chỉnh vài lần trên cái quỹ đạo bay mà không cần đánh trúng quá chính xác không cần phải cập nhật ở cái hành trình cuối mà nó im lặng vô tuyến để nó tấn công tiếp tục vào cái mục tiêu mà nó đã cập nhật trước đó hoặc là trên hành trình cho nên là nó lừa được uh, các hệ thống phòng không khi mà các hệ thống phòng không bắt bám và tưởng rằng đã giải mã được tần số giải mã được biên độ và giải mã được cường độ của những sóng của đài chỉ huy với lại tên lửa đang bay hoặc là từ tên lửa đang bay với đài chỉ huy thưa quý vị và lập tức là các đài radar sau khi bắt đúng từng số của những cái mini rocket này mà lầm tưởng là của tên lửa mẹ thì tìm cách phá sóng và đương nhiên là bị mắc lừa mà mắc lừa tới 6 lần thưa quý vị có thể nói là với sáu cái tên lửa mini đánh lừa này thì những chiếc tên lửa gọi là tên lửa mẹ vẫn ung dung thoát hiểm thoát khỏi sự bắt bám bám đuổi của các hệ thống phòng không các radar phòng không các radar tác chiến liên tục truy đuổi phóng lên những tên lửa để mà ngăn cản và phá hủy thì thật ra chỉ gặp năm sáu cái tên lửa mồi 7 mini này và không có tác dụng thưa quý vị những loại mini này rất rẻ tiền mà những tên lửa phòng không của đối phương bay lên trên không gian tìm cách nhận diện các nguồn nhiệt đó là những tên lửa tầm nhiệt bám theo những mấy cái mini rocket này và có thể nói rằng những cái mini rocket này nó bay cùng tốc độ với tên lửa mẹ tức là những tên lửa iskander hoặc là Kalip vân vân nó bay theo một cái quỹ đạo và cùng một tốc độ và khi những cái uh, tên lửa mẹ bắt đầu nhả ra sau đuôi và có sáu lỗ như thế nhả ra và chúng ta biết là khi mà nhả ra thì nó cùng tốc độ với nhau. Và sau đó, sau khi nhả ra hết 6 tên lửa giả này hay là tên lửa rocket mini giả này thì nó tắt bay và nó cúp xuống đổi quỹ đạo đi vào hành trình cuối để tấn công mục tiêu thưa quý vị. Và trên màn hình thì quý vị thấy là những cái tên lửa mini giả này được thu giữ ở các trận địa ở Ukraine. Và trên màn hình thì quý vị cũng thấy là có những hệ thống điện tử để phát sóng giả những tín hiệu vô tuyến cùng tần số với lại tên lửa thật, tên lửa mẹ nhưng mà lại được mang bởi những mini rocket. Nói chung là những mini rocket này đóng giả rất hoàn chỉnh khiến cho hệ thống radar phòng không của đối phương lầm tưởng và tấn công vào những mini rocket này. Cuối cùng là bị đánh lừa thưa quý vị. Khi mà cho phát nổ những cái đầu đạn gọi là nổ cận đích thì chỉ phá hủy được những cái mini rocket này. Trong khi đó thì tên lửa mẹ đã thay đổi quỹ đạo chuồn đi đường khác và vẫn tiếp tục lao về mục tiêu cuối cùng và phát nổ thưa quý vị đó là lý do mà tên lửa của Nga đã đánh lừa hệ thống phòng không của Ukraine và bắn trúng gần như là tàn nát trên hàng ngàn mục tiêu quân sự của Ukraine bị sang thành bình địa thưa quý vị một tỷ lệ mà bắn trúng kinh hoàng khiến cho giới quân sự phương Tây cũng kinh hoàng và quân đội Ukraine cũng kinh hoàng trong giai đoạn đầu xin thưa quý vị là như vậy khi mà không giải mã được và coi như không bắn hạ được bất cứ tên lửa hành trình nào của Nga xin thưa quý vị là như vậy vì hệ thống mà bắn ra 6 cái mini rocket vừa mồi bẫy nhiệt mà vừa là mồi bẫy về sống vô tuyến đương nhiên là nga là người chế tạo ra những cái mini rocket này cho nên họ dễ dàng chế tạo ra những bộ phát sóng cùng trần số cùng biên độ cùng cường độ thưa quý vị để đánh lừa chỉ khác nhau là nó không phải phát đi từ tên lửa mẹ và đó là cái lý do mà nga có thể sang bằng kể cả bộ tư lệnh không quân của ukraine và có thể nói là trong những ngày qua tình báo quân sự phương tây đã bắt đầu biết được những bí mật của quân đội nga thưa quý vị và trong đó thì đã có thu được những chiến lợi phẩm ở trận địa chẳng hạn như là hệ thống tác chiến phá diễu của quân đội nga cũng đã bị quân đội ukraine tịch thu rồi trong đó, phía Ukraine cũng đã tịch thu, thu được chiến lợi phẩm, những chiếc xe phát xong phá nhiễu, những xe thiết giáp ở trong những trận địa xe tăng của quân đội Nga. Thưa quý vị là như vậy. Thì có thể nói đây là bí mật của quân đội Nga đã được giải mã, thưa quý vị. Tuy nhiên, sau khi giải mã, còn muốn chống lại nó có thành công hay không là một chuyện khác thưa quý vị nói chung là người nga rất thông minh khi mà sử dụng những cái tên lửa giả này mà đóng giả như thật phát ra nguồn nhiệt cũng giống như thật giống như những tên lửa mẹ và đi cùng tốc độ và phát sóng giống như giả là liên lạc tiếp tục liên lạc với trung tâm chỉ huy để mà nhận lệnh mới, nhận tọa độ mới để điều chỉnh thưa quý vị. Cuối cùng là hệ thống phòng không tác chiến của Ukraine bị vô hiệu hoặc là bắt bám bắn vào những mục tiêu là những quả mini rocket này và tiếp tục bị dính đạn, bị ăn đòn từ những quả tên rửa mẹ xưa bị là như vậy với những đầu đạn nổ 450 kg cho tới 2 tấn thuốc nổ thưa quý vị. Những cái sự mà hết sức khủng khiếp chúng ta biết là các tòa nhà building khi trúng những quả tên lửa này đều nổ tung. Sức nổ của nó hết sức là kinh hoàng. Thì đó là câu chuyện mà những quả mini rocket của Nga đã được giải mã thưa quý vị. Còn chuyện mà khắc chế nó hay không như tôi có nói là một vấn đề khác. Làm thế nào mà những tên lửa phòng không của Ukraine trong tương lai được nâng cấp để né đạn, né những mục tiêu giả và tìm được mục tiêu thật để bắn hạ là một bài toán khó và là một bài toán trong tương lai. Còn trong lúc này thì quân đội Nga mặc dù bị giải mã nhưng vẫn thành công trong việc bắn phá các mục tiêu quan trọng mục tiêu có giá trị của ukraine thưa quý vị mặc dù biết như thế nhưng để tránh để tìm được tên lửa thật đầu đạn thật bắn hạ là một việc hết sức khó khăn thì đó là câu chuyện giải mã về mini rocket tên lửa giả của quân đội Nga. Thì chương trình từ thủ đô với luật sư chuyển Bá Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.